Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2012. Có đôi điều mình kể cho các vị nghe. Ở trong một cái trại lính kia, có một anh chàng tân binh. Anh rất là phiền muộn với người bằng hữu của anh. Anh nói là nơi đây cái gì cũng đáng phiền muộn, đáng chán cả. Cái sinh hoạt nó thiếu thốn là một, luyện tập được nhọc là hai. Và cái điều vô cùng phiền muộn là cái đôi giày của những người lính đó, thường thường nó không có vừa với đôi chân, cho nên ảnh mang vô nó rất là đau. Thế rồi người bạn nói, thế thì mình vứt đôi giày nó đi, kiếm đôi giày khác. Nó không được. Vứt đôi giày nó đi thì lại không có cái hạnh phúc nào khác nữa cả. Tại vì mang một đôi giày nó đau cả ngày tập luyện như thế, rồi tới chỉ chừng buổi tối về mình cởi ra mình mới thấy được có chút hạnh phúc của cuộc đời. Cho nên chết thì chết, chứ còn không thể bỏ cái đôi giày mà nó chật chội, nó đau chân như thế này được. Anh có biết không, còn một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của đời sống là đôi giày chật. Và cái chuyện này dĩ nhiên là chúng ta nghe thì tức cười, nhưng mà đi quanh quanh đời sống mình chừng như nó cũng giống như thế. Người ta rất là cần những cái phiền muộn của cuộc đời để rồi lâu lâu cảm thấy có một chút hạnh phúc gì nó lóe sáng trong tâm thức của người ta. Bỏ khổ đau không phải là chuyện dễ, thưa các vị. Và kỳ thực là chừng như đời sống con người ta nếu nhìn cho kỹ thì anh không có mất gì cả ngoài những cái khổ đau mà anh chịu bỏ nó xuống. Chứ còn đời sống các vị nhìn coi, các vị có mất gì đâu. Bỏ mọi thứ xuống giữa trần đời này thì hạnh phúc tự nhiên nó đến. Đó là nói bằng cái con mắt đời thường. Nhưng mà kỳ thực bản chất của anh sinh ra không phải là để khổ đau. Nhìn cho kỹ vào trong đời sống tự thân thì các vị nhìn ra một điều là ta không có cái gì gọi là ta trong đây cả. Chỉ có những cái của ta. Ta cư mang rất là cồng kềnh từ những lúc nằm nôi, rồi theo với tháng ngày dài giữa trần thế này. Càng sống lâu giữa trần đời, mình càng cư mang rất là nhiều, nhiều nỗi muộn phiền của đời sống nó đeo dính mình. Và tới một lúc chúng ta cảm thấy nó vô cùng nặng nề. Và nặng thì cứ nặng, nhưng mà lỡ rớt cái món nào thì mình rất là sợ sệt, mình phải lượm bỏ lên liền. Nếu lượm không được thì cũng tìm cái mới giống như thế để hoàng vào cổ mình mới lạ. Nhưng mà kỳ thực đúng nghĩa mà nói thì bản chất của anh có mặt giữa trần đời này từ cái lĩnh vực cạn của đời sống vật lý cho tới thâm sâu nơi tâm thức bên trong thì anh không có cái gì gọi là để tự hào cả. Cho nên nói mất thì chúng ta không mất cái gì. Và những nhà quyền môn hoặc là những nhà tâm linh hoặc là những bậc thầy minh triết, họ nói anh không mất cái gì cả ngoài những khổ đau anh chịu bỏ xuống. Mà khổ đau nó mất mình lại không ưng, giống như anh chàng kia vậy. Có đôi giày rất là chật, mang thì nó khổ sở vô cùng, nhưng mà bỏ ra thì không có được. Bỏ ra thì đâu còn gì nữa để hưởng được hạnh phúc giữa trần đời. Thế cho nên nhìn cho kỹ thì tất cả những cái anh gọi là tôi mất mát, tôi khổ sở, tôi phiền muộn, tôi bất an, tôi lo âu, đều là những cái mà chúng ta muốn gắn nó vào đời mình. Cái bản chất mình sinh ra không có những cái thứ đó. Những cái đó là những cái các vị quơ vào, hoàng vào cổ mình để có một chút niềm tự hào giữa đời sống, để đừng thấy trống trải, đừng thấy cô đơn. Trong khi đó thì nếu ngay bây giờ mình thâm đạt được chiều sâu của bản thể mình, vốn là cái bất động, vốn là cái tĩnh lặng, vốn là cái an bình, thì những thứ đó tự nhiên nó rơi, ta chứ không cần bỏ. Và nhìn hai điều, thưa các vị, nếu gọi là mất thì chúng ta không có gì để mất cả. Bản chất anh vốn là có mặt giữa trần đời này, tất cả những cái anh tạo ra là những cái nó dính vào đời sống anh, chứ không phải bản chất thực của anh. Thế thì gọi là mất. Chỉ có cái phiền não nó mất thôi. Mà cái đó thì thưa các vị, nó vốn rồi các vị, chứ nào hề dính với các vị đâu. Từ cái cạn bên ngoài đời sống sở hữu của các vị cho tới cái phần tinh tế hơn là những cái loại sở hữu tình cảm của các vị. Sở hữu sâu hơn nữa là những cái loại mà các vị cất chứa trong tâm thức của các vị, như kỷ niệm của tôi, quá khứ của tôi, niềm tự hào của tôi, vân vân, cũng không phải là bản chất của ta. Thế mà mình khổ vô cùng.
khi có cái gì nó rơi ra khỏi đời sống mình. Do vậy cho nên thưa các vị, nhìn cho kỹ thì ta có mặt giữa trần đời không phải để mình khổ, mà có mặt giữa trần đời này để nhận ra bản chất thực của ta, tức là cái chiều tâm linh mình phải mở ra. Và mở ra được, thăm dò được thì tự nhiên cái bất hạnh của đời sống nó rơi ra, chứ không có gì mà khó hiểu cả mà mình không chịu mở mắt ra. Thiền sư Huệ Quang nói là khai nhãn túy mang mang, mở mắt mà ngủ mờ ngủ mịt, ngủ không chịu dậy. Và cái điều kỳ lạ là bản chất con người ta có mặt giữa trần đời này để hạnh phúc chứ không phải để khổ đau. Thế mà người ta cứ tìm con đường khổ đau để đi mà không chịu hưởng, không có chịu thưởng lãm đời sống hạnh phúc của chính họ. Đêm hôm mình có ngồi nói chuyện với đám trẻ, mình nói một câu, mình nói kỳ thực người ta tưởng lầm, người ta nghĩ rằng cái con đường tu hay con đường thiền định nó dẫn đến an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà đúng nghĩa thì thưa các vị, khi an lạc hạnh phúc nó có mặt thì tự nhiên người ta rớt vào trạng thái của thiền định. Các vị để ý coi khi nào lòng các vị mà nó tràn đầy hạnh phúc, nó tràn đầy niềm vui, hoặc là các vị hân thưởng một buổi chiều đẹp thôi, các vị ngồi thảm cỏ mát dịu, hoặc là trời đang nắng mà các vị vô trong nhà nó mát dịu, thì các vị thấy lòng nó tràn đầy hạnh phúc, nó tràn đầy cái sự hỷ lạc. Thì tức khắc cái điều nó xảy ra nó là các vị rớt vô trạng thái yên lặng thiền định của tâm, chứ không có gì lạ cả. Và nếu nói một cách dễ dãi hơn nữa là thế này: thiền định và hạnh phúc nó có cùng chung sự tương tác. Mà khi nào hạnh phúc có mặt thì cái trạng thái yên lặng tĩnh vắng thiền định tự nhiên nó sinh khởi. Và nếu người ta tạo được tâm thức người ta một cái trạng thái của yên lặng tĩnh vắng của thiền định thì hạnh phúc nó cũng sinh khởi. Hai điều này nó tương tác với nhau rất là rõ ràng. Và cái điều mình muốn thưa đó là anh không có gì để mất giữa cuộc đời này cả, trừ cái phiền não khổ đau của chính anh. Anh ưng thì anh ôm nó, để anh tự nhận chìm đời sống anh trong đó để anh khổ. Bằng nếu anh cảm thấy những thứ mà nó đến nó đi là những thứ bên ngoài ta, bản chất của ta có mặt giữa trần đời không phải để chịu khổ, thế thì anh buông nó xuống rất là dễ. Đó là cái nét đầu mình chia sẻ để cho các vị nhận ra và các vị mở được con mắt tuệ giác. Bằng không thì mình mở mắt mà mình cứ sống trong chiêm bao và mộng mị. Và cái điều đầu tiên chúng ta thưa với nhau đó là cái nỗi sợ hãi của chúng ta. Dường như cái chuyện này là cái chuyện rất là tự nhiên trong đời sống. Có mặt giữa trần đời mà không sợ hãi mới là chuyện lạ, phải không? Điều thứ nhất, ta hỏi với nhau một câu là tại sao mình sợ chứ? Và ai mà giữa trần đời này mà nói tôi không sợ thì người đó hạnh phúc rồi, không cần làm gì thêm. Tại sao mình sợ? Cái điều đặc biệt là nỗi sợ dường như nó không có buông tha đời sống của bất cứ ai, từ người nhân thế cho tới ông thầy tu, từ người trẻ đời sống tươi như hoa cho tới người già tật bệnh gần ra đi. Nỗi sợ nó dính liền vào đời sống của chúng ta. Mình chán trần thế, mình nghĩ rằng nó nhiều muộn phiền, liền đời sống mình vô chùa, thưa các vị, cũng không hơn gì cả. Nỗi sợ nó vẫn đeo dính đời sống mình thôi. Thế thì tại sao ta sợ? Hỏi nhau cái tại sao. Thưa các vị, là do vì mình gắn đời sống mình, gắn mình vào những vật chất, những cái sở hữu, cho nên mình sợ thôi, chứ không có gì lạ. Có hai cách để mình trút nỗi sợ. Cái thứ nhất là các vị mở con mắt, các vị tỉnh ngủ thì các vị hết sợ. Cách thứ hai đó là nỗi khổ đau nó đến với đời sống ta, nó làm cho bản ngã ta vỡ ra, nó làm cho ta thấy được ánh sáng, cũng có nghĩa là thoáng tỉnh táo thì nó bớt đi nỗi sợ. Và cái chuyện này thưa các vị, mình dùng cái ví dụ rất dễ hiểu thế này. Ví dụ như trong chiêm bao, các vị bị rượt đuổi, bị đánh, bị hành hạ, bị nhận chìm trong cái nỗi kinh hoàng, và chừng như người ta sắp đưa mình ra pháp trường để xử chém. Thế thì cái nỗi sợ nó không có biết giường nào mà nói hết, khủng khiếp vô cùng, hoảng loạn vô cùng. Và bất thần có ai đó mà vỗ vai các vị thì có cần làm gì thêm để hết sợ không?
không, liền tức khắc tỉnh lại là các vị hết sợ liền. Thì cũng như vậy, mình đang chìm trong cái sự ngủ mê mộng bị giữa trần đời này. Ngủ mê không phải là do con mắt này nhắm hay là chìm vào giấc ngủ gì cả, mà do vì mình không nhận ra bản chất thực của mình có mặt giữa trần đời này không phải là cái hình hài này, không phải là những cái sở hữu gắn liền vào đời sống của ta. Người ta trẻ người ta gan hơn người già là tại sao, các vị biết không? Gan hơn không phải vì khí huyết nó đầy đâu, mà gan do vì người ta ít gắn đời sống người ta vào những thứ sở hữu. Người càng già càng mang nặng, càng cồng kềnh bên ngoài, cồng kềnh bên trong, cho nên càng già càng sợ chết là như vậy. Do vì gắn liền đời mình vào những sở hữu mình đã đa mang. Rồi từ cái ví dụ đó các vị nhìn lui lại, các vị thấy là người độc thân đó, họ ít có sợ hơn là người có thê thằng tử phượt, phải không? Mấy ông thầy tu chết là cùng một mạng mọc của ông thôi, có làm ai khổ đâu, chết là thôi, không làm khổ người thân, không làm khổ ai cả. Thế rồi các vị gắn đời sống các vị vào của cải thì cái khổ nó tăng lên một phần, gắn với người các vị yêu thương tăng thêm một phần, rồi gắn với những đứa con các vị sinh ra. Nhưng mà cuộc đời rất lạ là người ta không có gì để gắn thì người ta cũng phải kiếm ra một con chó cho thiệt khôn người ta gắn vô, để nó chết rồi người ta ôm nó, ta khóc, người ta làm ma chay cho nó. Nó bệnh thôi là ôm nó đi để trị là tốn mặt ngàn rồi thưa các vị. Và có nhiều người Mỹ tức cười như vậy, mà chuyện này có thiệt chứ đâu phải chuyện đùa, phải vậy không? Hãy nhìn coi những người Mỹ kia, có khi họ nuôi mấy con mèo thôi nó dơ không chịu nổi. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, đi phiêu cơ cũng xách nó theo. Tôi không biết có mua vé cho nó đi hay không, chắc có chứ hả? Từ cái điều đó chúng ta nhìn về vấn đề mà mình đang chia sẻ. Thưa các vị, càng gắn đời mình vào nhiều sở hữu vật chất, sở hữu tình cảm bao nhiêu thì đời sống ta càng khổ bấy nhiêu, càng bị nhận chìm trong cái nỗi muộn phiền bấy nhiêu. Và nỗi khổ này thưa các vị, có những cái nó biểu hiện ra để cho ta nhìn, có những cái nó thầm lặng, nó chìm bên sâu tâm thức của ta. Và chưa hề có niềm vui nào không đi kèm với nỗi khổ. Niềm vui nó phát sinh nơi thân của các vị có một chút an ổn thì nỗi khổ nó liền len lén đến liền thôi. Cái sự bình an nó vừa có thì cái nỗi băn khoăn lo lắng của các vị nó cũng vừa đến, chứ nó không có tránh đường nào cả. Hai cái điều đó nó dính liền nhau. Rồi cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Các vị thấy đêm và ngày nó có rời nhau không? Không, không ai vạch được một đường biên nó nói đây là đêm, đây là ngày. Về cái lĩnh vực thời gian, không gian bên ngoài nó là như thế. Rồi người ta không vạch đường biên được nỗi khổ với niềm vui nghe. Niềm vui vừa có là nỗi khổ vừa có. Thế rồi sâu hơn một tầng, người ta vạch được cái đường biên của sống và chết không? Cũng không luôn. Nó liền một vòng tròn vậy. Và từ cái chiều sâu nhất của sống và chết, nhìn cạn ra cái buồn và vui, nhìn cạn ra đời sống vật lý thì các vị thấy đó là một vòng tròn. Do vì ta còn chìm trong cơn mê, còn chìm trong mộng mị, chừng nào hết cơn mê hết mộng mị thì các vị mới mong rằng vượt thoát được nỗi khổ mà thôi. Nỗi khổ nó là cái gì rất giả vờ chứ nó không có thiệt. Kỳ thực nó là như vậy. Thế nhưng mà ta chấp nhận cái giả vờ để sống còn trong cuộc đời này. Ta rất là sợ mình tỉnh ngủ. Trong khi chỉ cần các vị nhìn vào chiều sâu tâm thức của các vị để thấy bản chất của ta nó không phải là những thứ phụ tùng ta mang theo. Càng không phải là những thứ mà các vị cất chứa cứ mang đây. Nhìn ra cái khoảng trống rất là rỗng, rất là lặng nơi tâm thức các vị thì người ta gọi đó là người đã tỉnh ngủ. Cái từ nó kêu xa hơn một chút, đó gọi là ngộ đạo. Và cái chuyện nó dễ ồm chứ khó khăn gì đâu. Hãy nhìn lại lòng mình để thấy những khoảng trống rất rõ ràng, rất là an tĩnh. Ta là cái ấy, ta không phải là cái lượm thờ lượm thượm do ta nhìn thấy mà thôi, do ta nhìn thấy bên ngoài. Ta chính là cái thấy, ta không phải là cái bị nhìn thấy. Và cái đó thì nó đang có nơi các vị đang sử dụng, chứ nó có thiếu lúc nào đâu. Và nhận ra được là người tỉnh ngủ, nhận ra được là người đang hưởng được hạnh phúc và niềm vui, là người đi vào thiền định, chứ không có gì khó cả. Cái chuyện đó vô cùng dễ mà mình làm không được mới tức cơ chứ. Không biết các vị có tức không, chứ lâu lâu mình cũng thấy nổi xung gan.
Cái chuyện đó vô cùng dễ mà làm không được, cứ nhận chìm lại mình trong phiền não rồi khóc lên khóc xuống mới lạ cho. Trong khi đó mọi thứ đều là cái bên ngoài của các vị, nó không dính gì các vị cả. Và trong tầng thế này chưa có ai mà tránh khỏi những bất trắc giữa cuộc đời, thưa các vị. Ta có ngàn vạn nỗi bất trắc nó trực chờ chung quanh ta, sớm với muộn ta cũng chạm tay vô thôi. Các vị có mặt giữa trần đời là các vị đang thách thức với mọi bất trắc đến sớm hay muộn thôi, không tránh được. Bất trắc đó là vô thường của người thân ta, của bố mẹ ta, của anh em ta, của con cái ta, của chồng ta, của vợ ta, rồi của ai nữa? Của chính ta. Ta đang mang cái hạt mầm ung thư mà ta nào hề biết. Não ta nó đang có bướu mà ta nào hề biết. Gan ta nó đang bị sơ cứng mà ta nào hề biết. Và cái hạt mầm tật bệnh là cái gì nó rất là tự nhiên trong mỗi đời sống của con người. Không ai không có hạt mầm bệnh, các thưa các vị. Rồi sâu hơn cái hạt mầm đó là cái hạt mầm lưu trữ nơi tâm thức các vị là hạt mầm của quá khứ vui buồn, của phiền muộn bất an, của ưu tư dằn dặt. Tuổi trẻ ta, ví dụ như ta đã từng kinh ngang qua những nỗi hãi hùng, thì những cái ấn tượng tâm thức nó vẫn còn ngủ ngầm ở đây đó. Cho nên có mặt giữa trần đời này, phi người thông minh ra thì người ta đều bị khả năng của mọi thứ bất trắc đến với đời sống họ. Và nếu may mắn mà không có những cái điều kiện bất trắc chung quanh thì người đó làm sao? Người đó làm sao? Họ không để đời sống họ yên đâu. Họ cũng tìm ra cách để làm cho đời sống họ bất trắc mới lạ. Họ không có bằng lòng đời sống yên bình. Họ cũng tìm cái cách thế nào đó để họ thấy đời sống họ nó có những bất trắc. Người mà sống trong cái niềm hạnh phúc tràn đầy, họ cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn và chán nản. Họ cảm thấy cuộc đời nó quá tẻ nhạt. Ví dụ như các vị mà có một người vợ dễ thương hay có ông chồng dễ thương, các vị thấy hạnh phúc chưa? Chán gần chết. Đã có nhiều người Phật tử họ mát với tôi vậy. Họ nói thưa thầy, với cái nhìn của con thì con gái con nó có cái thằng chồng như thế thì vô cùng dễ thương, vô cùng có hiếu, chiều chuộng vợ vô cùng. Nhưng mà nó lại ghét, nó lại thấy cái thằng này cù lần quá đi. Nói theo ngôn ngữ Việt Nam là phải cái dân ba đá một chút ấy, nó mới chịu. Khùng khùng một chút nó mới chịu. Hơi ngầu ngầu một chút. Con hiền vô cùng, chiều chuộng vợ con vô cùng, cho nên nó chán phèo, rồi nó thôi mất, rồi nó ly dị. Mà con thấy con xót xa, mà làm sao can nó được thưa thầy. Nó thấy hạnh phúc với cái thằng kia, chứ nó đâu có hạnh phúc với thằng này. Là con cũng chịu thôi. Nó lạ. Kiếm được cái thằng hiền, thiên hạ ai cũng thèm rõ rãi, thế nhưng mà bản thân nó thì nó thấy vô cùng bất hạnh, thiệt là chán cái ông chồng cụ lần như vậy. Thì các vị hình dung coi, người ta không có bất hạnh, người ta cũng đung đầu đi tìm cái bất hạnh để làm cho nó giàu đời sống người ta. Và mọi cái thưa các vị, dường như là người ta cứ chìm trong cơn mê, chìm trong mộng mị, hết giấc mộng nhỏ đến giấc mộng lớn, và cuộc đời nó phải kéo dài trong những tràng mộng mị như thế. Thì các vị hình dung là ban đêm cái cơn mơ của mình ra làm sao thì đời sống mình nó biểu hiện y như thật vậy đó. Cả một chuỗi dài 70 năm, 80 năm chừng như nó đi quanh quanh gần đó việc. Hết giấc mộng nhỏ tới giấc mộng lớn mà nó kéo dài. Chừng nào thì tỉnh. Gần gần tỉnh. Trong cái lúc mà các vị sắp rời hình hài, các vị tỉnh một chút xíu thôi rồi các vị quen cái đà tâm thức, các vị là chìm trong cơn mê tiếp. Không giác ngộ được. Không có làm cho mình bừng sáng sự giác ngộ ngay bây giờ thì thưa các vị, nó chỉ thoáng một chút xíu lúc các vị rời này năm quẩn thôi. Các vị chợt nhận ra mọi thứ chừng như là nó rất là phù phiếm, rất là mong manh. Thế rồi các vị lại chìm trong cái hầm tối của con đường nghiệp dẫn các vị vào một thân năm quẩn kế tiếp. Đó là cái nỗi tội nghiệp trong ba cõi sáu đường của chúng ta. Và tóm lại, thưa các vị, gắn liền đời mình vào bất cứ một loại sở hữu nào thì cạn đó là lo buồn, khổ sở, bất an. Sâu đó thì nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Và trong khi thực tế các vị không hề là những cái sở hữu của các vị. Các vị chính thực là người chủ của những sở hữu kia. Sở hữu bên ngoài cũng thế, là sở hữu bên trong nó là buồn giận cũng thế. Nó cũng cùng một nguyên tắc như thế. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu chứ có gì mà khó hiểu đâu.
Thưa các vị, giáo lý Đạo Phật vô cùng sáng tỏ, chứ nó không có gì triết lý trừu tượng gì để cho chúng ta không nhận ra điều này cả. Nó giản dị vô cùng. Cái sở hữu của ta và cái là bản chất thực của các vị, hai điều này vô cùng rõ ràng và sáng tỏ. Và người nào đồng nhất mình vào sở hữu của mình thì người đó khổ. Người nào thấy mình không phải là những món mình sở hữu thì người đó lấy được nỗi khổ. Thế thôi. Vô cùng giản dị. Giản dị không hay là khó hiểu lắm? Sao không khó được? Tại người ta ưa khổ, người ta thích mang cái đôi giày chật. Thế thôi, chứ có khó gì đâu thưa các vị. Cũng giống như anh lính tân binh kia vậy. Biết mang vô rất là đau, thế nhưng mà bỏ thì bỏ không được. Tại vì đời sống mình chưa thăm dò vào cái chiều kích tâm linh, chưa thấy được cái bản chất thực của mình. Đó là điều thứ nhất. Gắn liền đời mình vào những sở hữu của mình, cho nên mình chuốc khổ. Rồi cái câu thứ hai đặt ra, đó là bao giờ thì ta hết sợ. Bao giờ thì ta hết sợ? Mình hỏi lòng mình coi bao giờ hết khổ. Nếu đợi tới người ta bỏ vô bốn miếng ván, người ta đóng đinh thì nó quá muộn. Thế thì người thông minh phải làm cho ngay bây giờ đời sống mình hết khổ. Hết khổ nghĩa là hết sợ. Sâu một tầng đó là thưa các vị, chừng nào các vị tỉnh ngủ thì các vị hết sợ và hết khổ. Giống như mình chìm trong chiêm bao và mộng mị, người ta vỗ vai mình thức giấc thì liền tức khắc không cần làm gì cả. Tự nhiên mình thấy mọi thứ đều là chiêm bao, cho nên cái sợ nó rơi ra khỏi các vị. Nhưng mà đợi tới người ta vỗ vai kêu mình thức thì thưa các vị, có khi không ai bên cạnh đó, làm sao mà vỗ vai kêu. Đó là trong giấc ngủ vật lý. Còn trong giấc ngủ tâm thức của các vị thì thưa không có ai vỗ vai đánh thức các vị bằng chính tự thân của các vị cả. Cho nên cái định nghĩa đầu tiên, nỗi khổ nó chấm dứt, sợ hãi nó chấm dứt là khi nào tỉnh giấc. Bao giờ thì mình tỉnh giấc đây? Nếu nhìn bằng cái lăng kính của những nhà minh triết á, thì thưa các vị, cuộc đời này nó tặng cho các vị vô vàn điều để các vị thức giấc ạ. Điều đầu tiên nó tặng cho chúng ta là nỗi vô thường của đời sống, nỗi khổ đời sống, để mình trải nghiệm cuộc đời. Một là người ta trải nghiệm, hai là người ta thông minh. Mình nói trường hợp thông minh đi. Thông minh nghĩa là gì? Có những trường hợp thông minh do vì năng lực tâm thức của họ nó chín mùi, nó tương ứng với một cái tần số giác ngộ, cho nên họ bật sáng. Trường hợp thứ hai thưa các vị, họ do quán chiếu đời sống, họ nương thánh giáo Như Lai, họ khởi phát được cái điều thông minh và họ giác ngộ. Ví dụ như trường hợp của mình thì mình chưa có khả năng tự bật sáng được, do vì trong quá khứ mình đâu đã nuôi được cái hạt mầm tu tập giác ngộ đâu, cho nên mình nương vào lời Phật, nương thánh giáo Như Lai để làm bật sáng, để làm tỉnh giấc, để làm cho mình giác ngộ được. Mình vượt thoát nỗi khổ, mình buông rơi những cái nặng nề của phiền muộn xuống khỏi đời mình. Và cái chuyện này thưa nó vô cùng dễ. Các vị chỉ cần nương vào thánh giáo Như Lai, các vị nhận ra điều này thì thưa các vị, mình cũng làm cho nỗi khổ nó rơi rụng rất dễ. Thế nào là nương vào thánh giáo Như Lai nhận ra? Các vị chỉ cần có một chút nội quán thôi, các vị nhìn lại bên trong của các vị để thấy rằng hai cái điều mà ta có kinh nghiệm rất dễ như mình vừa nói. Điều thứ nhất là hạnh phúc đời người nó đến không phải bằng cái điều kiện của nhiều sở hữu, nhiều vật chất, nhiều thứ lượm thà lượm thượm bên ngoài để cái đời sống ta có hạnh phúc. Mà hạnh phúc nó chỉ đến với trạng thái tâm giác ngộ thôi. Hay là nó chỉ đến với một cái trạng thái của người có một cái chiều kích tâm linh đủ sâu để thăm dò vào tận nguồn của bản thể thật của chúng ta. Từ này có khi không biết các vị đã quen chưa, cái từ bản thể. Mình giải thích cái từ bản thể thật của chính mình cái đã, để cho các vị thấy đôi khi mình dùng cái từ nó hơi lạ. Cái con người thật của các vị nó không phải là hình hài này, nó không phải là những ký ức tư duy trừu tượng, nó không phải là những cái buồn vui giận ghét trong đây.
nó càng không phải là những thứ phụ tùng lủng củng mà ta đa mang giữa trần đời này. Con người thật của ta nó không phải là những thứ bị ta nhìn thấy, bị ta nhận biết, không phải là những cái sở hữu của ta, mà nó chính thực là ta. Cái trạng thái chính thực là các vị ấy nó không có cần phải nghĩ suy gì cả, nó hiện hữu, nó hiện tiền, nó hiện diện bây giờ và ở đây. Cái trạng thái tâm thức tĩnh lặng hiện tiền gọi là bản thể thật của anh. Và khi người ta chạm tay được, dù rằng thời gian rất ngắn nhưng mà hạnh phúc nó liền đến, cái khả năng nuôi dưỡng nó liền có mặt. Cái chiều thâm sâu của năng lực an nhiên tự tại nơi tâm của các vị, cái điều đó nó làm suối nguồn cho hạnh phúc tuôn chảy giữa cuộc đời này, nó nuôi dưỡng đời sống của các vị, và nó cũng giúp cho các vị vượt ngang qua tất cả nỗi khổ đau, nó vá lành được tất cả những nỗi niềm sầu khổ giữa cuộc đời này. Cạn hơn là nó giúp cho các vị đi vào giấc ngủ yên bình, phục hồi năng lượng đời sống lại. Đó là trạng thái bản thể thật của chính các vị. Tôi ví dụ thế này, ví dụ đây là cái vùng không gian tâm thức của ta, không biết mình đã ví dụ điều này cho các vị nghe chưa. Bây giờ làm lại đi, nếu đã nói rồi thì giờ nói lại. Hình dung vậy đi, đây là cái vòng tròn không gian tâm thức của chúng ta chia làm 3 phần. Phần này là cái dạng tâm thức bình thường đây, còn phần trên đó là cái trạng thái tâm thức an tĩnh, tự tại, hạnh phúc, bình lặng, an nhiên, vân vân, rất là nhiều từ, nhưng mà dành cho những người có tu tập là một, đạt đến trình độ của những bậc minh triết là hai. Chữ minh triết này cũng có nghĩa là giác ngộ nghe. Rồi cái phần dưới đó là cái trạng thái chìm lặng của một tâm thức ngủ quên hay là tâm thức lãng quên, nó gần với tâm thức của động vật. Thứ hai, nó cũng gần với tâm thức của thực vật. Mình lý giải 3 tầng để cho các vị nhận ra, rồi các vị tự chọn cách sống thôi. Và mình đã thưa với nhau 2 tầng trên. Tầng này là dành cho tâm thức giác ngộ là 1, minh triết là 2, sống tỉnh thức là 3. Nó hàm nghĩa là tỉnh ngủ. Còn cái dạng tâm thức này là tâm thức chìm thấp hơn tâm thức ngủ mê mệt mộng mị như chúng ta. Thế rồi cái tầng giữa này, tâm thức bình thường, nó có nghĩa là chi? Có nghĩa là chi? Đang chìm trong nỗi khổ, tâm thức của cái anh chàng tân binh mà mang cái đôi giày chật chật để có được chút hạnh phúc giữa cuộc đời là tâm thức bình thường của chúng ta đây. Trong nhân gian này, nếu 1.000 người tỉnh mà chỉ có 1 người ở trong cái dạng tâm thức này thì người ta còn gọi người này đang bệnh, phải không? 1.000 người ở trong cái trạng thái tâm thức của tầng cao, tầng minh triết, mà chỉ có 1 người đang ở đây thì người ta mới thấy đây là trạng mất bình thường tâm thức. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là chỉ có một vài con người lạc vào cái vùng tâm thức này, còn hàng tỷ con người ở trong đây. Thế cho nên người ta thường gọi những con người này đó là mất bình thường. Và nếu cái con người kia mà rao giảng những trạng thái tâm thức mà họ đạt được á, thì một là thiên hạ đóng đinh nên thập tự giá, hai là chôn thuốc độc để chết, trường hợp Surat. Trường hợp thứ ba, như Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa thì người ta cũng thuốc cho nhiều lần, may mà không chết. Trường hợp thứ tư, chỉ có một người đủ để làm lương y, đó là Sakya Muni, tức là Đức Thích Tôn thôi. Ông cụ cực thông minh, biết dùng cái tâm thức phàm phu dụ dẫn người ta để người ta lần lần tỉnh ngủ. Thế thì thưa các vị, chúng ta đang ở trong tâm thức dạng này cho nên chúng ta thấy nó rất bình thường, tại hàng triệu con người đều đi vào con đường này, đều an trú ngay nơi thân, chấp nhận sở hữu là ta, thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Thế cho nên ta thấy chuyện này rất bình thường, ta không thấy nó là điên khùng hay là tật bệnh gì cả. Trong khi kỳ thực nó là một dạng tâm thức đang tật bệnh, không quý gì đâu. Hay nói cách khác là đang chìm trong hôn mê và mộng mị, đang tự hành hạ mình, đang lấy cái khổ làm đời sống, đang nhấn chìm đời mình trong những nỗi khổ, đang ngủ quên, đang thấy sở hữu là ta mà không chịu tỉnh để thấy sở hữu là cái của ta chứ không hề là ta. Hay tóm lại là không nhìn ra bản chất thật
Tức là bản thể chân thật của ta vốn là cái này, vốn là cái phần minh triết này. Bản thể thật của các vị là trạng thái thiền định, bản thể thật của các vị là sự giác ngộ. Và dùng cái từ khác, bản thể thật của chúng ta chính là trạng thái an lạc hạnh phúc, chứ không phải là cái khổ đau. Do vậy cho nên chúng ta lây quay cả một đời, ta tìm hạnh phúc điều này, tìm hạnh phúc điều kia. Ta tưởng hạnh phúc nó gắn với cái nhà, hạnh phúc nó gắn với chiếc xe, hạnh phúc nó gắn với người con gái, gắn với người con trai. Tìm hoài hạnh phúc nó vẫn không đến. Là do vậy, do vì bản chất thực của anh sinh ra giữa cuộc đời để đạt đến trạng thái này đây, trạng thái thiền định, trạng thái giác ngộ, trạng thái tỉnh ngủ. Và cái chiều kích tâm linh của xã hội đương thời, thưa các vị, nó đang vươn lên đến tầng này. Nguyên tắc đời sống đó là người ta sinh ra lay quay và vấp vô rất nhiều nỗi khổ để có thể thành đạt được cái chiều kích tâm linh này, chứ không phải là để cho các vị nhấn chìm đời sống các vị trong cái quãng không gian của tâm thức ngay chính giữa này. Và mình nói một vòng để trở lại định nghĩa cái tầng tâm thức bình thường, nó có cái gì trong đây vậy? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ganh tị, này nhỏ nhoi, này phiền muộn, này ưu tư. Tất cả dạng tâm thức sao động mất bình thường, nó đều đang nằm ở đây. Mà chúng ta thấy nó rất bình thường, vì ngàn vạn con người đều như thế. Lây quay một đời người, thưa các vị, ta không thoát được cái dạng tâm thức bình thường này. Mình hãy nhìn con cái mình, nó có mặt giữa trần đời này, nó lây quay vừa đến tuổi 19-20, nó làm cái chi các vị biết không? Nó đi y con đường chúng ta nó từng đi á. Phải kiếm một người nào đó gọi là để tìm hạnh phúc lứa đôi. Mà thưa các vị, làm gì có chuyện hạnh phúc trong đời sống lứa đôi? Dường như mình nói riết rồi các vị quay thù ghét mình, không biết cái điều này đúng hay không, nhưng mà chừng như là thế. Và người ta không thoát được con đường này. Nhỡ mà người thương của mình có ra đi rồi, mình cũng quay quắt vô cùng, mình cũng rình ở đâu đó, mình cũng kiếm được một cái của nợ về gắn với đời mình để tiếp tục con đường khổ ải nữa. Không có tởn đâu thưa các vị. Rồi đời này nếm trần ai chưa đủ ngán, đời sau lay quay vừa có mặt ra thì mắt ta cũng láo liên, cũng tìm ra một cái chỗ nào đó để gắn đời mình tiếp. Và cuộc luân hồi nó cứ xoay tròn như thế. Và dạng tâm thức khùng điên đang ở trong cái điều kiện này. Nhưng mà tại vì hàng tỷ con người trong cái dòng luân hồi đều phải sống như thế, cho nên ta thấy điều này nó vô cùng bình thường. Chỉ có quả quần lắm, thi thoảng lắm mới có một vài người vượt khỏi cái tầng tâm thức này, đạt đến cái chiều cao. Và trong khi, thưa các vị, bản chất của ta, nếu các vị mà không có điều kiện chạm vô cái vùng này thì đời sống các vị sẽ không sống được giữa tầng đời. Hai điều để cho bản thể thực của các vị nó có điều kiện biểu hiện. Điều thứ nhất là thỉnh thoảng nỗi đau của các vị, cái khổ các vị nó tràn ngập thân tâm của các vị, rồi nó lỏng ra, nó rơi ra, nó nhẹ ra, nó lóe một chút khoảng không của ánh sáng, các vị chạm được vào cái vùng này, các vị cảm thấy trời đất vẫn còn dễ thương, không đến nỗi đọa mình, đày mình, nhận chìm mình trong nỗi khổ. Cho nên từ đó mình lấy được năng lượng đời sống mình vươn lên. Đó là nỗi khổ đi ngang qua, nó có một kẽ hở cho cái vùng bản thể thật của mình bật ánh sáng để nuôi dưỡng đời sống này. Rồi trường hợp thứ hai, có khi trong giấc ngủ, ý thức mình lặn đi, ưu tư phiền muộn mình lặn đi, nó mỏi mệt quá, cho nên các vị thoáng được cái năng lượng tâm thức của cái vùng an nhiên bất động này, nó trỗi lên cái bề mặt đời sống, nó nuôi các vị. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, thưa các vị, là khi các vị mỏi mệt, các vị buồn phiền, các vị lao nhọc vân vân, rồi cơ thể các vị, thần kinh các vị nó vô cùng rã rời, tự nhiên nó lỏng ra, nó rơi ra, nó nhẹ ra, bản ngã của các vị hé ra một chút, các vị cũng rớt vô tình trạng này. Trường hợp thứ tư, thưa các vị, đó là
Có khi mệt mỏi, ưu phiền, trần lụy, bất an, cái người ta mượn một cốc cà phê, một cốc rượu, một viên thuốc. Thuốc bây giờ nó gọi là thuốc gì, vô có ảo giác đó. Uống vô là thưa các vị, thấy đất trời tự nhiên nó hồng hào, nó đẹp ra, hoa nó nở đầy cả không gian hết. Đó là trạng thái người ta chìm xuống phần dưới thấp, tâm thức ngủ quên đây. Uống hai cốc rượu thôi, mọi nỗi phiền muộn nó rơi ra, tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời còn đáng yêu, bằng không thì mình chán đời. Nhưng mà uống thêm 3-4 cốc rượu nữa thì sao? Từ tâm thức lãng quên, chìm trong mộng mị, nó đi lạc vào tâm thức của loài động vật. Tức là mình không còn làm chủ, ý thức minh mẫn mình không còn nữa. Uống thêm nhiều cốc nữa thì thưa các vị, đời sống các vị như loài thực vật kia, nó cũng chìm trong cái dạng quên. Thế cho nên hai tầng tâm thức này ở phần đầu nó rất là giống nhau, phần cạn ở đây thì nó giống nhau. Nhưng mà càng chìm sâu thì thưa các vị, nó càng khác biệt vô cùng. Mới nếm trải nó thì thấy bản ngã mình dường như nó hé được, nó rơi ra, nó lỏng đi, nó nhẹ nhàng hết tất cả những ưu tư phiền muộn. Thế nhưng mà càng chìm thì càng đi vô sự lãng quên, và nó gần với đời sống động vật, đời sống thực vật. Còn trạng thái này, đầu tiên thì thấy nó có cái sự an lạc nhẹ thôi, nhưng mà dần dần cái sự tỉnh sáng của các vị, sự nhận biết của các vị, sự giác ngộ các vị càng ngày càng bừng sáng, rất là khác nhau. Cho nên người ta thường thường tìm lãng quên trong cốc rượu, lãng quên trong bạc bài, lãng quên trong cái chi nữa. Buồn quá và không có thể đi vô những ngõ ngách kia thì người ta mướn một chồng phim đại hàn về, nhìn nó khóc nó la rồi. Cái mình lãng quên, mình chìm trong mộng mị, tâm thức mình nó mụ lại, nó chìm trong cái sự vô nhận biết. Thưa các vị, đây là những cái tầng tâm thức mà chúng ta đang trải nghiệm đây. Và trong một ngày của đời sống, có khi chúng ta khéo thì chúng ta nhận ra những cái chiều kích tâm thức thế này để có thể trải nghiệm được ngay hiện tiền này cái phần nào là phần bản thể thật của các vị. Và mình giải thích một vòng nên trở lại cái vấn đề chính mình muốn nói, là bản chất thực của các vị đây là cái này, tức là cái phần này đây. Cái phần an lạc, tỉnh tại, hạnh phúc, thiền định, đó là bản thể thật của các vị. Chứ còn cái phần ưu tư, sao động, bất an, trần lụy, khổ đau này, nó không phải là cái thật, mà cái giả vờ. Các vị gắn nó vào đời mình, các vị sợ nó rơi mất, không có việc làm, cho nên cố tình giữ nó lại. Nó chứa đầy trong máy rồi người ta mua cái ổ cứng lưu nó lại. Và các vị nhìn hệ thống vi tính đó, cái sự thông minh của con người, trần lụy này nó phát triển ra cái máy, nó y với hệ thống não của con người chứ không có gì mà khác nhau cả, thưa các vị. Đó là điều mình giải thích để cho các vị nhận ra bản thể thật của con người giữa trần đời này sinh ra không phải để cho phiền muộn, khổ đau vấy bẩn đời sống mình. Nếu mình dùng cái định nghĩa bình thường, đó là anh có mặt giữa trần đời này, nếu có tất cả những cái khổ đau bất trắc chạm vào đời anh, đó là một cơ may. Để làm chi? Để anh chìm sâu vào vùng tâm thức bất động, để anh nhận ra anh không phải là những cái khổ đau kia. Đó là cơ hội tốt để anh giác ngộ. Có điều những cơ hội đó nó đến rồi nó đi qua, mình không có bắt kịp được, mình không có làm bừng sáng tâm thức mình, cái ý niệm để giác ngộ. Khổ đau đến là mình tìm mọi cách mình hàn hóa vết thương khổ đau của mình. Mình tìm những ông thầy lang trong cơn mơ để trị bệnh của cơn mơ. Chứ mình không có chịu thức giấc, thưa các vị. Cái lạ của chúng ta là như vậy. Đó là mình giải thích để cho các vị nhận ra bản thể thực của các vị là chi. Tóm lại, mình lặp lại. Bản chất thực của ta nó không phải là khổ đau. Bản chất thực của ta chính là trạng thái hạnh phúc, thiền định ngay nơi tâm thức. Và cái điều này nó là bản chất thực, cho nên không cần phải tìm cầu, không cần phải sở hữu, không cần phải tập tành gì cả. Một là anh rớt vô đó, nếu anh nhận ra, anh có niềm tin với điều này thì anh rớt vô cái chuyện này thôi. Cái vùng không gian này là cái tự có nơi anh, chứ không phải là cái gì phải tìm cầu, phải tất tả ngược xuôi, phải chạy vại nơi nọ nơi kia anh mới gặp cái trạng thái này. Nó vốn là cái có sẵn nơi tâm thức của anh. Bản chất thực của anh là nó. Bản chất thực của anh là niềm vui và sự an lạc. Mà anh chối bỏ nó, anh cứ nghĩ rằng những cái bên ngoài, những cái sở hữu là anh đồng nhất anh vào nó, cho nên anh thấy khổ thôi.
Chỉ cần giảng dị một điều, anh dừng lại, anh dừng ngay đây trạng thái tâm đó, thì niềm vui, hạnh phúc và thiền định nó có mặt liền, chứ không có gì khó hiểu cả. Rồi cái điều mình muốn thưa đó là, thưa các vị, nếu người thông minh nương thánh giáo Như Lai, nương vào lời kinh của Phật dạy, họ quay vào bên trong nhận diện ra thì sống chứ có gì mà lạ đâu. Liền tức khắc, liền tức khắc họ sống được với trạng thái tâm đó, chứ có phải là họ phải tìm cầu gì đâu. Nó là cái có sẵn của chính các vị. Thế Tôn cũng làm một việc, đó là mở ra con đường để các vị từ cái dòng tự giác của Thế Tôn, các vị nhận ra, các vị sống với cái của chính các vị. Chứ Ngài không ban tặng, không phải là Ngài chế tạo đó thành ra một sản phẩm rồi rao bán trong cuộc đời này, mà các vị lang thang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, các vị đã mang cái bản chất thực, đó là Phật nơi tâm của các vị. Thế thì thưa các vị, sự có mặt Đức Thế Tôn là người chỉ đường thôi, Ngài là một bậc đạo sư thôi. Ngài không phải tạo ra cõi niết bàn để cho các vị đi vô. Ngài chỉ làm một việc là mở con mắt chúng ta, hay là nói cách khác là vỗ vai để ta tỉnh lại, ta thoát cơn mộng mị, ta không còn chìm trong cái nỗi khổ. Thế thôi, nó vô cùng giản dị. Nếu đủ thông minh thì liền tới khắc tỉnh rồi, chứ có cần chi đâu mà phải mất công, phải không? Một là tỉnh, hai là không chịu tỉnh thôi, không có con đường khác. Thầy, nhưng mà nghiệp chướng lâu đời nó quá nhiều, thầy dạy phải sám hối hoài thì làm sao mà tỉnh? Tất cả những cái phương pháp đó đều là những cái loại phương tiện. Có hai con đường Đức Thế Tôn dạy, một là con đường phương tiện, hai là con đường trực tiếp, thông minh là trực tiếp đó. Còn mình không chịu thông minh, mình cứ ngủ hoài. Thế cho nên phải có phương tiện. Con đường lại Phật, con đường thiền tập, vân vân là con đường phương tiện. Kỳ thực là mọi thứ nghiệp nó đều là ảo giác, chứ không có thực. Ảo giác do vì anh đồng nhất anh vào thân. Khi đồng nhất anh vào thân thì anh phải chìm trong nghiệp thôi à. Anh thấy anh là suy nghĩ cho nên anh chìm trong nghiệp. Anh thấy anh là vui buồn này. Thế cho nên nhận chìm đời mình trong nghiệp, mà nghiệp là cái ảo giác do ta tạo, theo bản chất của tâm bất động, nó không có nghiệp trong đó. Không có nam, không có nữ, không có thánh, không có phàm, không có Phật, không có chúng sinh, không có nghiệp hay là cái chi trong đó. Thông minh thì trực nhận liền tức khác là nghiệp của ba cõi sáu đường liền rồi. Và chết là chết cái chi mà sợ nghiệp chứ. Chết cái thân của ta thôi, rồi nhiều lắm là tất cả những nỗi bất trắc nó đổ xuống ai? Này chồng tôi, này con tôi, này bà con tôi, này bố mẹ tôi, này dân tộc tôi, chứ nó đổ xuống các vị được à? Tất cả những cái phụ tùng của các vị sở hữu, của các vị sở hữu chặt, đó là quanh quanh đời sống gia đình ta, rộng quanh quanh cả một quốc gia ta, rộng hơn nữa là của một hành tinh này. Thế thì nghiệp nó chỉ có với tâm thức còn chìm trong mộng mị. Còn tâm thức mà đạt giác ngộ rồi, thưa các vị, liền tức khắc nó mở bung ra, cháy hết tất cả loại nghiệp. Mọi cái nó đến đều là đến với những cái sở hữu vật chất bên ngoài, những cái hình thức mà chúng ta gắn vào, chứ không phải đến với bản chất thực bên trong của các vị. Và mình đang đi con đường loanh quanh để ve vuốt nghiệp, để có được chút nghiệp lành, để có được đời sống bình an, để có được hạnh phúc giữa trần đời. Mình đang làm cái công việc đó là thay chiếc già này bằng chiếc già rộng hơn chút, để cho nó có được an bình, đi được đau chân, nhưng mà vẫn cứ mang dài thôi, để đến lúc được cởi dài ra để ngủ giấc ngon, lúc đó mình vô cùng thanh thản. Nghĩa là chúng ta thay từng cái trạng thái khổ đau, khổ đau ít, rồi khổ đau nhiều, rồi trạng thái không có khổ đau. Nhưng mà thưa các vị, còn dính dáng mình với đời sống hình thức thì còn khổ đau đến, còn chìm trong cơn mơ. Thế thôi. Đó là mình nói người thông minh thì họ nhận liền tức khắc qua thánh giáo Như Lai. Còn cỡ như mình thì phải trải nghiệm hai phần trải nghiệm: trải nghiệm nỗi khổ và trải nghiệm niềm vui. Hai cái điều này nó có một cái giống nhau vô cùng. Giống nhau cái gì? Nó giống nhau vô cùng là nó giống nhau chỗ nó rất là vô thường nghe các vị. Giống nhau cái nét rất đặc biệt của nỗi khổ và niềm vui, nó không khác nhau gì cả, là nó có một điểm chung là nó đến và đi, nó sinh và diệt. Niềm vui nó đến thưa các vị có khi nó còn nhanh hơn nỗi khổ. Tại sao vậy? Nó vừa thoáng đến là cái lo lắng các vị vừa đến liền, cho nên niềm vui nó vô thường, nhanh hơn nỗi khổ.
Còn nỗi khổ thưa các vị, nó đến thì nó là nỗi khổ, cho nên ta rất là kinh sợ, ta phải dùng mọi cách ta đẩy nó ra xa, mọi cách ta trốn tránh, ta dồn nén, ta loại trừ. Mà càng làm việc với nó bao nhiêu, tức là càng ghét nó bao nhiêu, thì nó càng đến với ta nhiều lần bấy nhiêu. Do vì mình khởi năng lực tâm thức đề kháng nó, cho nên nó không tắt mà nó lại được nuôi dưỡng. Nỗi khổ là cái mà các vị rất ghét, nhưng mà khi các vị khởi tâm ghét, không nhận diện nó, không chấp nhận sự có mặt của nó, thì các vị đang nuôi nó để cho nó lớn dần, và nó càng ngày càng tràn ngập tâm thức của các vị. Còn niềm vui, khi nó đến rồi thì ta rất là sợ hãi nó đi mất, cho nên ta vội vàng. Điều thứ nhất là vội vàng cố giữ nó lại, nhưng mà càng giữ nó thì nó càng ra đi. Cho nên hai trạng thái này nó đều có chung cái nét là chóng vánh, vô thường, đi qua. Nhưng mà khác biệt về lâu đó là nỗi khổ thì nó rất dài, rất đậm, nó càng ngày càng nhiều nơi tâm thức các vị, để nó nhận chìm các vị. Đó là cái nét đầu ta nhận diện về hai trạng thái này. Nó có những nét tương đồng và nét khác biệt vậy. Nếu các vị không tin tôi, các vị để ý vào chính mình thì biết khi nào có cái buồn, cái giận, cái khổ sở thì các vị thấy nó ở rất lâu. Và nó ở lâu là không phải do vì bản chất của nó, mà do vì ta cố tình thôi, cho nên nó ở lâu nơi ta. Thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta nên nhận biết thế này. Khi nỗi khổ đời người nó đến với các vị thì cái điều cần phải làm là các vị hãy đối diện trực tiếp với nó. Hãy thử làm một điều là cái buồn của mình, cái bất an của mình, cái thống khổ của mình, cái tuyệt vọng của mình, nếu nó có mặt trong tâm thức mình. Các vị đừng làm cái gì để trốn chạy, để loại trừ, để trấn ngự. Tức là ta không có một cái thái độ gì đối với nỗi khổ đang có trong ta. Hãy nhận diện nó rất là rõ ràng. Hãy nhìn mặt đối mặt với nhau. Thì cái điều kỳ lạ đầu tiên là tự nhiên cái hành hạ của nó, cái nặng nề của nó không có nhận chìm các vị được. Nỗi khổ là cái rất là bình thường giữa cuộc đời này, ai cũng nếm trải cả. Nó đến rồi nó đi thôi. Nếu mình kiên nhẫn, mình nhận diện nó, hãy tĩnh tại yên bình nhìn nó, thì tự nhiên các vị cảm thấy nó nhẹ, nó dễ thở hơn, chứ không có nỗi nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Mình không dám đối diện với nó, mình chạy trốn là một, mình loại trừ là hai, và mình cố trấn ngự nó là ba. Thì thưa các vị, càng làm cho cái nỗi khổ nơi các vị nó càng ngày càng sâu hơn, năng lực nó càng mạnh hơn, và nó nhận chìm đời sống ta. Tôi nhớ là ở trong cái cuốn Sư Tử Tuyết Bầm Xanh có câu chuyện là mẹ của ngài Tâm Khách Ba, một hôm có một người đàn bà hàng xóm tới là thưa bà, tôi nghe là con của bà là một vị thầy rất là lỗi lạc, và chồng tôi mới vừa mất, và tôi vô cùng khốn đốn, tại vì ông mất để lại cho tôi tới 4 năm đứa con, và đời sống nó vô cùng khó khăn. Một nách nhiều con, hoàn cảnh gia đình thì khốn khó, mà ông chồng ra đi, tôi như bị mất hút vào một cái khoảng trống rất là dễ sợ, cho nên xin bà vui lòng cho tôi được gặp Tông Khách Ba để nhờ ông, thứ nhất là dạy cho tôi điều gì để tôi có thể bình tĩnh trấn an lại, điều thứ hai tôi có thể nhờ thầy Tông Khách Ba thầy tụng cho chồng tôi một thời kinh. Cái bà mẹ của ngài Tông Khách Ba, bà nói thú thật với bà, nhìn hoàn cảnh của bà tôi rất là cảm thông, nhưng mà Tông Khách Ba lại đi vắng, đi làm đạo nơi xa, không có ở nhà. Và bà kia thì thưa các vị, ta thử hình dung là người đàn bà hãy còn rất trẻ, chồng mất sớm và 5 đứa con còn đeo trên vai, đứa nhỏ nhất thì còn ẵm trên tay, đứa lớn thì nó vừa chạy đi được. Và bà khổ quá cho nên bà ôm người đàn bà, tức là mẹ Tông Khách Ba, bà ôm bà khóc. Và bà mẹ của vị thầy kia ôm vai người đàn bà kia cho bà khóc no nê một hơi, mới nói một câu nó rất là giác ngộ. Bà nói con hãy khóc cho nó vơi đi, cho những cái khổ nó theo nước mắt nó trôi đi. Nhưng mà theo ta nghĩ thì không có nỗi khổ nào mà nó không vô thường cả. Ta đã từng như con, tức là ta đã từng mất chồng lúc ta còn rất trẻ, và ta cũng một nách nuôi 5-7 đứa con như thế, và trong cái điều kiện khó khăn vô cùng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ấy vậy rồi mọi việc nó đều đi ngang qua. Thì ta nghĩ rằng trong đời này mọi nỗi khổ dù nó làm cho chúng ta vô cùng tuyệt vọng trong lúc đó,
Nhưng nếu mà mình đủ tỉnh táo, mình nhận diện đó, nó sẽ đi ngang qua đời sống ta, chứ không hề có nỗi khổ nào nhận chìm đời ta làm cho ta chết được cả. Con cứ yên lòng. Thưa các vị, sau đó thì một tháng sau, ngày tâm khách ba ngày về, người đàn bà mất chồng đến đó, thưa thầy, vào những ngày khổ đau nhất đời con tới con tìm ngài mà không gặp ngài, nhưng mà may mắn thay, con đã gặp mẹ của ngài là một vị Bồ Tát cứu đời con. Bà khuyên một câu thôi làm cho con vượt ngang nỗi khổ. Bà nói rằng mọi thứ nó đều đến mà đi, nỗi khổ dù có lớn mấy như bầu trời nó cũng đến rồi đi, con cứ yên tâm và nhận diện sự có mặt của nó rồi nó ra đi thôi. Tôi không ngờ mẹ của ngài giảng pháp còn hay hơn ngài nữa. Ngài Tâm Khách Ba nói đúng, đời sống bà do gì bà đã trải nghiệm nỗi khổ, cho nên cái sự giác ngộ nó có mặt ngay nơi bà. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, trải nghiệm là món quà tặng nó đồng đều đến với con người trên hành tinh này. Không ai giữa trần đời này mà không trải nghiệm nỗi khổ cả. Anh may mắn thì nỗi khổ nó đến với anh sớm, còn nếu anh không may mắn thì nỗi khổ già nó mới đến với anh. Thế nào là may mắn là nó đến sớm? Nói thì nó hơi ngược, nhưng mà thưa các vị, nó đúng chứ không phải là nó sai đâu. Nó sớm thì mình có cơ hội giác ngộ, còn nếu mà không đến sớm thì tới chừng 70 tuổi nỗi khổ nó chợt đến thì các vị sẽ không có được cái năng lực tỉnh táo để nhận diện, để đi ngang qua. Mình không có điều kiện để giác ngộ lúc sớm thì thưa các vị, tới lúc tuổi già tâm thức mình nó đã quen với cái con đường, quen với nếp nghĩ như vậy, cho nên mình khó đổi thay được cái sự suy nghĩ của mình vô cùng. Cô Nho Nghiêu hồi sáng này cô đến thăm tôi, cô nói chuyện về những buổi trị bệnh cho những người lớn tuổi. Cô nói có một ông già kia, ông tới, ông đau cái tay dở lên không được. Thế rồi cô chăm cứu cho ông hai ba hôm gì đó, ông dở tay lên được. Và một hôm chăm cứu cho ông, cái ông khóc bật ra. Cô rất là bối rối, không biết là tại sao. Nhưng mà cô trấn tĩnh lại, cô hỏi là có chuyện gì xảy ra với ông. Ông nói là kỳ thực nó không phải đau, nhưng mà chừng như là nó làm rã ra, nó làm cho tôi tự nhiên là vỡ ra được những cái nỗi niềm trong quá khứ, cho nên tôi bật khóc mà tôi không kềm được đó thôi. Và hỏi chứ cái ông đó ra làm sao. Cô nói cái ông người Mỹ to lắm thưa thầy. Và sau đó thì ông mới kể chuyện cho con nghe. Ông nói là mẹ của ông á không có già lắm, nhưng mà đang chìm trong cái tình trạng lãng quên. Chồng bà mất đã lâu, con bà mất đã lâu, thế nhưng mà cứ mỗi tối mỗi sáng gọi điện thoại ổng là cứ hỏi thăm là bố mày tại sao không về, em mày tại sao không về. Và cái tình trạng đó thì tôi phải làm sao để đối phó. Thì cô học về thần kinh não bộ, cho nên cô lý giải để khuyên ông một điều. Cô nói ông có biết không, tâm thức của người lớn tuổi nó có một cái thói quen là cái tiếng thầm thì trong đây nó luôn sao động, nó luôn có mặt, nó luôn sinh khởi. Thậm chí là người ta cho uống thuốc để làm giảm đi sự căng thẳng, nhưng mà nó không tác dụng gì bao nhiêu cả. Tại vì thuốc thì nó chỉ đến về thần kinh não mà nó không đến với chiều sâu của tâm thức. Do vì người ta đã cả một đời họ cứ để cho tâm thức họ nó thầm thì nguyên thiên náo nhiệt trong đây. Và tới lúc già rồi thì họ cảm nhận được một điều là chừng như những người thân của họ ít quan tâm tới họ, trong khi họ rất cần sự thương yêu, sự chăm sóc, sự vỗ về, sự thăm hỏi. Cho nên con đường quen của ý thức nó lại trở về cái nếp cũ, đó là những người đã từng quan tâm tới họ, chăm sóc họ, họ hướng về. Cho nên mọi thứ có thể quên, nhưng mà cái người trong quá khứ dù đã chết mà họ không hề quên. Và họ cứ quen cái đà của tâm thức lảm nhảm, cho nên họ cứ đi về cái hướng đó. Cho nên nói lảm nhảm của người già là do cái bệnh họ đã từng lảm nhảm cả một cái chiều dài của tuổi trẻ cho tới già. Nếu ngay lúc trẻ mà người ta giác ngộ được điều này, người ta nhận diện ra được cái sự lảm nhảm nó vô cùng là phi lý của tâm thức, luôn cứ thầm thì, luôn cứ lảm nhảm, thế thì họ có khả năng chữa trị lúc họ còn trẻ. Thì hy vọng có thể tới tuổi già không lâm vào cái tình trạng là cứ nhớ những người đã chết, cứ lầm bầm, cứ lảm nhảm về những người đã mất. Bệnh mất trí nhớ, thưa các vị, có hai trạng thái. Một là mất luôn ký ức, thứ hai là mất trí nhớ trong hiện tại, nhưng mà trí nhớ của quá khứ thì lại còn nguyên.
Thế thì các vị hình dung coi, nếu không có điều kiện giác ngộ trong lúc tuổi trẻ, con đường quen ý thức của các vị nó vận hành như thế, thì tới già nó vô cùng khốn đốn cho đời sống chúng ta. Và người ta phát kiến ra một điều thứ hai về vấn đề cái tiếng thầm thì lảm nhảm nó tàn phá hệ thần kinh, đó là thậm chí có những người nó không ngủ được. Và cái tình trạng không ngủ được ban đêm nó không phải là do cơ chế của cơ thể tạo thành, mà nó do cơ chế của tâm thức tạo thành. Cái trạng thái nguyên thuyên của tâm thức nó rầm rì, thưa các vị, nó làm cho cái sự căng thẳng càng ngày càng nhiều, cho nên người ta không thể tìm được giấc ngủ vào ban đêm. Đêm càng yên, càng lắng, càng sâu thì trạng thái hoạt động của tâm thức nó càng mạnh. Bình thường cái sự sao động của ban ngày làm cho người ta lãng quên, nhưng mà cái sự yên vắng tĩnh lặng ban đêm nó làm cho tâm thức người ta sống động lên, suy nghĩ nhiều hơn, hoạt động mạnh hơn, nói thầm thì nhiều hơn, nguyên thuyên dữ dội hơn. Thế thì uống thuốc càng ngày, thưa các vị, nó càng làm cho hệ thần kinh não tê liệt, nhưng mà cái khả năng hoạt động của tâm thức nó vẫn không dừng. Thế rồi người ta mới chế ra một cái loại mũ. Ở trên trán này họ làm một cái vòng đắp lạnh bằng nước đá để cho cái hệ thần kinh não nó tê đi, để có thể chìm được trong giấc ngủ. Nhưng mà thưa các vị, vẫn không cứu vãn được, do vì cái đường quen ý thức của các vị nó thầm thì như thế, cho nên không có cách gì gỡ ra được cả. Và từ những điều này chúng ta quy chiếu lại đời sống, thưa các vị, người nào chạm tay vào được nỗi khổ sớm bằng cái con đường các vị trải nghiệm ít nhiều về trần thế, các vị mở ra được cái chiều hướng tâm linh để tự nuôi dưỡng mình, để tự tu tập, thì cơ may nó đến với chúng ta để chúng ta giác ngộ. Chúng ta nhận ra được bản thể của ta vốn không phải là những trạng thái thầm thì, vốn không phải là những sở hữu bên ngoài tới gắn đời mình vào, vốn không phải là những buồn vui ta cất chứa. Nó chính thực là trạng thái an lạc, tĩnh lặng và thiền định. Đó là bản thể thật của chúng ta. Thế thì thưa các vị, chỉ hết nỗi sợ hãi, hết khổ đau, hết hãi hùng, hết tuyệt vọng, hết thất vọng vân vân, khi nào mình nhận ra được bản chất thực của mình là chi, và mình có niềm tin vững chắc với điều này, có một ít trải nghiệm trên đường tu, thì các vị mới vượt thoát được tất cả những nỗi niềm sợ hãi trong đời sống bủa vây các vị. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về nỗi niềm sợ hãi của chúng ta lê lết kéo dài từ đời này qua đời khác. Và ý thứ hai chúng ta đi vô, đó là thử sống một đời sống tỉnh thức. Cái câu hỏi đầu là tại sao phải sống tỉnh thức. Câu hỏi đặt ra cũng đã trả lời cái điều này, thưa các vị. Tại sao mình phải sống đời sống tỉnh thức? Tại vì bản chất cuộc sống anh tỉnh thức chứ không phải là chìm trong ngủ mê. Dù anh có ngủ mê bao lâu đi nữa, nhưng mà cái đích cuối cùng của một đời sống là phải tỉnh thức. Dù anh có chìm ngập trong khổ đau bao lâu đi nữa, nhưng mà mục đích anh đang lây quay tìm đó là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là những cái bình thường của đời sống vật chất tạo thành, không phải là cái nhu cầu thỏa mãn đời sống bản năng của con người. Và hạnh phúc nó rất là chóng vánh, cho nên hạnh phúc là cái tối thượng của đời người, là điểm đạt đến cuối cùng của chiều kích tâm linh. Thế cho nên vì hoàn thiện một đời sống cho nên anh tỉnh thức, hoàn thiện sự giác ngộ của chính anh, hay là đạt đến cái chiều không gian minh triết, đó là mục đích tối thượng của một sinh linh, cho nên phải sống thôi chứ không có gì lý do gì khác cả. Thưa các vị, tôn giáo đặt ra không phải là để áp đặt con người, mà con người sinh ra tôn giáo, chứ không phải là tôn giáo là cái thứ đặt ra để khuôn đúc con người ta, hay là để làm cho người ta trở thành một loại tổ chức. Cái nhu cầu tâm linh con người ta khi nó phát triển đến một độ nào đó, cho nên cái nhu cầu nó bừng sáng, và tôn giáo hình thành theo bước chân tiến bộ của tâm thức loài người, chứ không phải tôn giáo đặt ra để quản chế loài người, để khống chế con người, để làm cho con người nó thành một cái khuôn mẫu gì. Không phải. Người ta dùng cái điều này để nói rất là đúng về mọi loại hình tôn giáo, từ các vị. Mọi thứ tổ chức tôn giáo nó phải đi sau với đời sống tự do và hạnh phúc của con người. Nếu tôn giáo nào có mặt mà
cắt đi hạnh phúc con người, làm cho người kinh sợ, hoảng loạn hoặc là hù dọa con người. Thưa các vị, điều đó nó vô cùng sai với tinh thần phát triển của đời sống tâm linh. Và từ cái định giá như vậy, chúng ta nhìn về giáo lý đạo Phật, chúng ta thấy nó vô cùng tuyệt vời. Tại vì cái con đường tâm linh Đức Phật mở ra, tặng cho anh một cái không gian vô cùng thoáng đãng, tặng cho anh cái không gian bát ngát của tâm thức để anh thăm dò vô. Và từ điều này chúng ta nhận ra mấy nét. Điều thứ nhất là bản chất của anh là tỉnh thức. Thứ hai, bản chất của anh đó là chi nữa? Bản chất của anh tự có thiền định, và nó cũng tự có an lạc nữa. Hai điều này nó là bản chất thực của ta, chứ nó không phải là cái nỗi khổ. Khi nào mình đạt đến trạng thái của niềm vui, của an lạc, thì tâm mình nó yên, nó vắng, nó lặng, nó tĩnh. Khi nào nỗi khổ nó tràn ngập nơi các vị, thì lòng các vị tràn đầy sao động bất an, mà chúng ta lây quay giữa cuộc đời này, chúng ta chạy ngược, chạy xuôi, gõ vào tất cả cánh cửa tôn giáo là để tìm cái trạng thái thực, tức là trạng thái vắng lặng, tĩnh tại, an lành, bất động của tâm thôi, chứ không có phải là chúng ta tìm cái gì khác cả. Trình độ tâm thức mình mà nó còn thấp á, mình luyện mình vào đạo này, đạo nọ, đạo kia, thì mình bị hình thức tôn giáo đó nó lừa gạt. Cái niềm vui phù phiếm của tôn giáo đó nó lừa gạt. Thế nhưng mà khi người ta vươn lên đến tầm cao đời sống tu tập, người ta hướng đời sống người ta vào chiều kích bên trong của tâm thức, thế thì tất cả cái phù hoa giả dối của tôn giáo bày ra lòe loẹt, thưa các vị, tự nhiên nó phải rơi xuống. Người ta đạt đến cái cốt tủy của vấn đề, đó là đạt đến chiều sâu tĩnh lặng của tâm thức và thiền định nơi tâm thức. Thế thì cái điều đầu tiên nhận ra, đời sống này là đời sống hợp vô cùng với bản chất của mọi người, của mọi sinh linh tiến bộ trên trần gian này. Cho nên thưa các vị, mình lây quay giữa trần đời này, nếu mình chưa đạt được điều này thì cái niềm ước mơ mình nó vẫn còn ở phía trước. Và khi đời sống tâm thức tiến bộ thì mình tự nhiên chạm tay vào đời sống này, và mình cảm thấy đây mới đích thực là một đời sống đáng sống. Và khi các vị có được cái điều này nơi trái tim, lòng các vị mở ra rồi, thì thưa các vị là cái điều kỳ lạ nó sẽ đến, đó là giữa đời sống này không có một ngày buồn chán. Dù ta làm bất cứ việc chi, việc rất nhỏ như là lượm cọng rác, quét đường phố, làm cái việc vô cùng ô uế thiên hạ ai cũng đều kinh sợ hoặc là coi thường, nhưng mà với bản thân người kia thì mọi việc đều là niềm vui. Tại vì trong trạng thái tâm thức như thế thì họ không cần phải vinh sang, không cần phải phù hoa vật chất, không cần phải ở nhà cao cửa rộng. Họ là người mang niềm vui hạnh phúc đến nơi hành tinh này dù họ làm bất cứ việc chi. Họ ở trong hoàn cảnh nào, tất cả ngày trong đời sống này nó trải dưới chân họ là niềm vui, là hạnh phúc. Chứ không có cái chuyện là một ngày nó trôi qua trong cái sự buồn chán. Nó không hề có sự ủ ê buồn chán của ngày nối ngày. Nếu chúng ta chưa có thành đạt được cái đời sống tỉnh thức nơi tự tâm, thì thưa các vị, việc làm nào nó cũng đưa đến sự buồn chán cho các vị cả. Còn nếu đạt được cái trạng thái tỉnh thức của tự tâm, thì thưa các vị, việc làm nào cũng là việc làm của niềm vui, của hạnh phúc tràn đầy. Và cái niềm hưng phấn nó đi theo liền với đời sống. Điều thứ hai là an lạc nó luôn có mặt suốt cả một đời người. Và điều thứ ba, thưa các vị, không có bất cứ một nỗi khổ nào có thể xâm phạm vào đời sống các vị được. Nếu đạt đến cái trạng thái tỉnh thức của tâm thì tất cả những cái phó sản của nó liền thứ khác sinh ra trong các vị. Và cái điều cuối cùng, người đạt đến trạng thái tỉnh thức thì họ thấy sống với chết là một, không có gì mất đi và không có gì sinh ra cả. Ngay trong cái đời sống vật lý này thì ta đã thấy sáng với tối nó không hề rời nhau. Thế thì sống với chết nó cũng không có rời nhau, và không có cái gì mất đi giữa trần gian này cả. Trong cái lĩnh vực khoa học vật lý thôi, nó đã thử nghiệm điều này, nó đã nói gần giống như lời dạy Đức Phật. Nó đưa một mảnh giấy vô trong cái trạng thái chân không của không gian, nó đốt một mảnh giấy. Thế rồi nó đo ra thì cái sự biến mất của mảnh giấy, nhưng mà dường như toàn bộ
cái quảng chân không kia không thêm cái gì, không bớt cái gì cả. Mảnh giấy thì cái sự biểu hiện của nó không còn, nhưng mà trong cái quảng chân không kia tất cả những cái loại năng lượng được phóng thể ra nó vẫn còn y như thế, không mất cái gì cả. Và nó chỉ đổi hình vật chất thôi, nó biến dạng thôi, chứ còn thưa các vị không có gì mất đi giữa trần đời này cả. Thế thì ngũ uẩn của ta cũng thế. Bằng đời sống giác ngộ của anh như thế nào đó thì cái trạng thái ngũ uẩn này nó rã nhưng mà nó không hề mất. Vật chất còn không mất. Thế thì thưa các vị, cái chiều kích thứ hai đó là nghiệp sinh tử của các vị, nếu các vị không khéo thì nó cứ nối dài từ kiếp này qua kiếp khác. Rồi cái trạng thái sâu hơn của tâm thức là cái trạng thái giác ngộ nơi các vị, nó cũng có mặt trong từng hình hài năng quẩn trong mỗi kiếp ta thọ sinh. Nhưng mà cái trạng thái của tâm Phật bất động hay là bản chất thực của ta, nó không vì lý do trải qua hà sa thân ngũ quẩn, bị nổi chìm trong phiền não mà nó bị hao mòn gì cả. Nó vẫn như thế. Tới một cái lúc đời sống tỉnh thức của các vị mà viên mãn á, thì tất cả những cái lớp tro bụi của ngũ uẩn qua nhiều đời nhiều kiếp tự nhiên nó rã, chỉ còn lại thuần một trạng thái giác ngộ. Cho nên vật chất còn không mất. Thế thì linh tánh của chúng sinh trên hành tinh này không bao giờ mất là như vậy. Đó là chúng ta nói điều thứ nhất là tại sao ta phải sống tỉnh thức. Rồi ý thứ hai, mình chưa thể đạt được trực tiếp vào đời sống tỉnh thức thì mình làm cái gì? Thực tập dần. Cái thực tập đầu tiên rất là dễ, đó là các vị thực tập ngay hơi thở thứ này. Cái điều kỳ lạ là các bậc thầy tâm linh khi hướng dẫn người ta đi vô con đường đời sống tỉnh thức, họ đều hướng dẫn đi bằng cái cửa ngõ hơi thở cả. Từ kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, xa hơn nữa là trong truyền thống Vệ Đà. Truyền thống của Bà La Môn, tức là truyền thống Vệ Đà, đã có mặt trước khi Đạo Phật có mặt tới mấy nghìn năm, thưa các vị. Rồi qua đất nước Trung Hoa, mình hình dung là Lão Trang, đó là một truyền thống tâm linh nó phôi thai. Nó không hình thành một tôn giáo hẳn hoi, nhưng mà cái tâm thức minh triết của những vị khai sinh ra Lão Tử Đạo Đức Kinh hay là Trang Tử Nam Hoa Kinh cũng đều giống như nhau, đạt đến tình trạng tâm thức giác ngộ như nhau. Thì hai truyền thống Ấn Độ và Trung Hoa, thưa các vị, cái con đường để các vị minh triết mở ra cho chúng ta thăm dò vào đời sống tỉnh thức thì họ cũng đi vào bằng hơi thở. Đạo gia, thưa các vị, là một biến thái của truyền thống Lão Trang. Và các vị hình dung là không có vị đạo gia nào, các vị tu tiên nào không luyện nó từ hơi thở đi vô cả. Thậm chí nếu chúng ta có cái cơ hội làm quen với những truyền thống tâm linh sinh ra từ Phi Châu chẳng hạn, như Đạo Hồi chẳng hạn, hay là Đạo Kitô chẳng hạn, thì những cái nhánh bí truyền của Kitô hay của Hồi giáo cũng đều đi vào bằng con đường hơi thở. Tất nhiên con đường hơi thở này, kinh văn Đức Phật dạy từng bước rất là căn bản để chúng ta thực tập. Ở đây mình khai thác một điều, các vị nhận diện hơi thở và mở ra cái cửa này để đi vô rất là dễ. Ví dụ, hơi thở của mình nó có những chặng đường. Điều thứ nhất là các vị thở vào, điều thứ hai các vị thở ra. Nhưng mà còn một chặng thứ ba nó vô cùng tinh tế, là cái quãng không thở vào, không thở ra, là khoảng yên, khoảng nghỉ ngơi của hơi thở không vào, không ra. Có phải vậy không? Là từ cái điều này chúng ta nhìn lại bên trong các vị, từng dòng cảm thọ vui buồn của các vị nó cũng có những chặng như vậy. Tức là nó sinh ra rồi nó mất đi, nhưng mà có một khoảng trống vậy, nó chưa sinh và chưa mất. Lúc cái buồn chưa sinh, lúc cái vui chưa có mặt, trong cái khoảng trống ấy nó có một khoảng lặng tất nhiên là tâm thức của các vị. Rồi nhìn sâu hơn, những cái dòng chảy thầm thì nguyên thiên bên trong, tức là khả năng nói thì thầm của các vị, nó cũng có một khoảng dừng như vậy. Thế thì từ hơi thở ta nhận biết hơi thở đi vào đi ra, để ta có được chút tuệ giác nhìn ra có cái quãng lặng của hơi thở chưa vào chưa ra. Từ cái điều này các vị xuyên thấu vào bên trong để thấy rằng khi buồn khi vui nó liên tiếp một tràng dài dày, nó có một quãng lặng là lúc buồn vui chưa sinh, có một quãng không gian rất là yên, rất là vắng, rất là tĩnh, rất là lặng nơi tâm thức của các vị. Và nhìn được điều này thì dần dần ta khám phá được là cái quãng trống ấy nó không phải là ngắn. Nó không phải là
Nó không phải là khó nhìn là một. Cái khoảng thời gian của nó có thể kéo dài hơn nếu chúng ta khéo thực tập. Thì các vị nhìn ra một điều rằng bản chất tâm của các vị mà sống động, mà tỉnh tại, mà an lành, mà nhiều tịnh lạc nhất là cái lúc quảng trống có mặt, chứ không phải cái lúc thì thầm có mặt. Nhìn vào dòng chảy tâm thức của các vị nhận ra điều này không phải khó. Một cái ví dụ, ngôn ngữ trên hành tinh này, ngôn ngữ Mỹ đi, nó là loại kết âm của nhiều âm thanh, nó là gọi là liên âm chứ không phải là đơn âm. Thế nhưng mà tôi đố người Mỹ nào có thể nói một tràng mà không có nhân quả ngừng. Họ cũng có nhân quả ngừng nhất định từ cái cụm từ này tới cụm từ kia, phải vậy không? Dù đa âm nó kéo dài vài ba mươi nguyên âm và phụ âm nối lại, nó thành một câu chữ, nhưng mà nhất định là từ cái cụm từ này tới cụm từ này nó có khoảng trống của nó. Thế thì bên trong tâm thức của các vị cũng thế. Dù các vị sử dụng đa âm hay là đơn âm gì, khoảng trống nơi tâm thức các vị nó vẫn có những cái kẽ hở như thế này. Kẽ hở đó mà khéo á, thì chúng ta làm cho ánh sáng tỉnh thức nó lóe sáng nơi đó, nó bừng ra nơi đó, rồi nó làm cho kẽ hở đó càng ngày càng giãn rộng ra hơn. Và mình nhận ra điều này thì các vị nhận ra được bản chất thực của các vị là trạng thái bất động, tĩnh lặng, an lạc ngay nơi tâm. Nhận ra được điều này thì thiền định nó rớt xuống đời sống các vị liền. Sự an lạc tự nhiên nó rớt xuống đời sống các vị liền. Niềm hưng phấn đời sống tự nhiên nó có mặt liền, mà chúng ta không cần chạy vại tìm cái chi cả. Hạnh phúc nó liền bừng sáng nơi trái tim của người kia, nếu người kia nhận ra được từng quãng trống nơi tâm thức như vậy. Có khi mình ngồi thiền nó không đạt được trạng thái nó dễ. Tại vì một là nó lao sao, thứ hai mà nó không lao sao thì nó lại chìm trong cái chi, trạng thái vô ký, gật gà gật gưỡng là ngủ quên. Nhưng mà trong những lúc bình thường các vị đi tới đi lui, các vị làm việc, các vị khéo thì các vị nhìn ra khoảng trống nơi tâm thức của các vị rất là dễ. Mình thử ngồi trầm tư, chiêm nghiệm cái buồn nó có trong tự thân mình thôi, thì nhận ra được là dù cái buồn nó nặng đến độ nào, nó chìm sâu đến độ nào, nhưng mà thỉnh thoảng nó dừng lại, nó có một khoảng trống nó hé ra cho chúng ta. Và thưa các vị, cái khoảng trống này do vì nó có mặt từng phân đoạn của tâm thức như vậy, cho nên nó mới nuôi dưỡng được các vị sống và tồn tại như tới 70-80 năm. Bằng không thì các vị đã nhận chìm đời sống các vị vào cái chết lúc vài 30 tuổi rồi. Và nếu nó không đủ nhận chìm các vị thì các vị cũng nổi điên và các vị tự kết liễu đời sống của các vị. Nếu không có những cái cơ hội tâm thức chúng ta nó bật sáng lên cái vùng trời bất động, bản thể nó nuôi được mình, thì mình không có tồn tại được cho tới hôm nay. Thế thì trên hơi thở khéo thực tập thì ta nhận ra được những quãng trống, những quãng lặng của dòng tâm thức ta. Ta nhận ra được bản chất thực của chúng ta chính là cái trạng thái an nhiên, tĩnh tại, bất động. Đó là từ hơi thở mình đi vô rất là dễ. Và khéo thì nhận ra ngay tức khắc. Và nhận ra, thưa các vị, nó chỉ là một bước đầu thôi. Bước thứ hai là các vị làm sao để cho nó càng ngày càng, cái quãng trống của tâm thức càng ngày càng có mặt nhiều hơn. Và khi mình nhận ra được điều này, sống được chút xíu thôi là có niềm tin liền với khả năng bất sinh bất diệt của các vị. Và các vị sẽ có niềm tin rằng ta không phải là cái buồn, ta không phải là cái bất an, ta không phải là cái bất hạnh, mà ta chính thực là cái này đây. Đời sống ta chính thực là trạng thái an nhiên bất động này, trạng thái an lạc tự tại này. Chứ ta không hề là những cái phù phiếm, buồn giận, ghét thương, nỗi phập phiều ở phần trên tâm thức. Mình chạm tay vô được điều này thì mình giác ngộ. Gọi cái từ rất là dễ hiểu đó là anh có được đời sống giác ngộ giữa trần đời này. Anh có thể mang hình thức chi không quan trọng, anh có thể là tôn giáo nào cũng không quan trọng, mà anh thấy đây là cái nhu cầu cốt thiết nhất của đời sống. Mình phải sống với điều này. Hạnh phúc nó chỉ đến với người nhận ra được điều này và sống thôi. Còn nếu không thì thưa các vị dù có mang cái hình thức chi đi nữa, cuộc đời nó vẫn cứ bất hạnh rượt theo sau lưng ta thôi. Ta dù có ông hoàng mà chúa, ta dù có là người giàu, ta dù có là một vị đạo sư lớn được ngàn vạn người lễ lại kính trọng, nhưng mà vẫn bất hạnh như nhau. Nếu chưa chạm tay được vô cái vùng này, nó đích thực là như vậy.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.